Rồi xin thân chào tất cả các bạn bè đồng nghiệp gần xa ha. Mình là Nguyễn Triệu Phong. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái video để mà hướng dẫn theo yêu cầu của một số bạn bè gần xa đang xài cái đàn SX900. Và các bạn nhờ tư vấn hướng dẫn giùm cho cái cách cài đặt thiết bị band 4 chiều để chơi cho cái đàn SX900 hoặc là SX700. Thì như các bạn đã biết thì cái dòng đàn SX900 và SX700 nó đã được hãng nó thiết kế cho cụm band 4 chiều rồi. Tuy nhiên có một số bạn trước đây do xài quen tay với lại cái thiết bị band rời 4 chiều. Đó, bây giờ hôm nay muốn tiếp tục xài với thiết bị band rời bên ngoài, hoặc là có một số bạn cũng muốn kết hợp giữa band rời bên ngoài với lại chơi chung với cái band của đàn để chúng ta kéo dài tuổi thọ của band trong đàn hơn, thì mình thấy nó vẫn hợp lý. Cho nên hôm nay mình làm video này để hướng dẫn cho các bạn làm cũng rất nhanh thôi, các bạn chú ý các thao tác để mà làm cho chính xác nha. Thì để tiến hành cài đặt thì đầu tiên chúng ta vào cái menu. Để mình mở to cái màn hình lên tí. Đấy. Rồi, ở trong cái menu này chúng ta vào cái menu 2. Ở menu 2 chúng ta tiếp tục vào cái utility. Rồi trong bảng utility này anh chị em vào cho tôi cái thẻ parameter lock, tức là từ trên xuống 1/3 đó. Rồi chúng ta thấy ở trong parameter lock này cái cột mà MTQ đó được đánh dấu chết vào, đây là mặc định của đàn của hãng nó đã đánh dấu chết vào đây. Chúng ta xả dấu chết này ra đi. Rồi chúng ta thoát ra một lần để trở lại cái bảng menu 2 này. Trong menu 2 này chúng ta tiếp tục vào cái mục MIDI. Đấy. Rồi trong mục MIDI này chúng ta vào tiếp theo là cái thẻ là Receiver 1/3 từ trên xuống nó bên trái đó. Đấy. Rồi các anh chị thấy ở trong đây tất cả các cái cột này nó đều dành cho song hết, là mặc định. Rồi chúng ta bắt đầu tiến hành cài cái cho cái band 4 chiều là trong này. Đấy. Bây giờ là cái cột CH1 này chúng ta bấm vào chỉ song nè để thay đổi nó về cái Ray 1. Rồi chúng ta load đi. Tiếp theo ở CH2 chúng ta cũng bấm vào chữ song để thay đổi về Ray 2, chú ý nha. Rồi cái mục CH3 chúng ta bấm vào chữ song chúng ta thay đổi về cái Ray 3. Rồi chúng ta cũng close. Rồi xong anh chị em thấy bên phải nè, dưới chỗ cái nhân lật trang nó một xuyệt tư đó, chúng ta cũng lật cái trang 2. Rồi tiếp theo nhìn ở cái cột mà CH9 nè, chúng ta vào đây để chúng ta rồi vào đó xong rồi chúng ta bấm là cái trang này nữa để chúng ta chọn về cái remote rồi close. Rồi xong tới CH10 chúng ta vừa dẫn vô đây là xuống trang 2 để chọn style room 2. Rồi tương tự vậy chúng ta tiếp tục làm hết tới C11 là dành cho trackpad. Đấy, tương tự chúng ta làm hết 12 chúng ta sẽ cho cái choice 1. Rồi 13 cũng vô đây cho 2. Rồi 14 chúng ta xuống đây để chọn chất bắt. 15 chúng ta chọn cho phaser 1. Rồi 16 chúng ta xuống đây chọn cho là qua trang này nữa chúng ta chọn qua phaser 2. Rồi như vậy là sau thiết lập xong rồi chúng ta thấy chữ sale ở trên này nè. Đó, sau khi thiết lập đúng như vậy hết rồi chúng ta bấm là chữ sale. Đấy, rồi bây giờ chỉ sale here bên phải là chúng ta sale vào. Chúng ta có thể đặt tên của cái cấu hình này. Ví dụ như mình đặt tên là Ben rời đi, đại khái. Để chúng ta để chơi với Ben rời rồi ok, chúng ta ok. Rồi như vậy đó là cái thao tác cài đặt thiết bị cho Ben 4 chiều đã xong. Chúng ta thấy là cái tên thì cấu hình đã được ở trên này. Trường hợp mà chúng ta lâu lâu mà để ý, thí dụ như band 4 chiều mà nó không ăn hoặc là gì đó, do cũng có thể là do chọn sai cấu hình này, chúng ta vào đây để mà chúng ta chọn lại cấu hình, tức là ở cái ngoài menu nè, chúng ta vào menu rồi ở MIDI đó, chúng ta xem trên này, bấm vào đây thì nó có cái tên của một số cấu hình chúng ta cài đặt. Ví dụ cấu hình này tôi đã cài khác rồi, rồi cấu hình chúng ta mới cài là thiết bị band rời đây. Rồi chúng ta là giờ là chơi band rời đó được rồi. Đấy, rồi chúc các bạn có những cái thao tác chính xác để mà cài đặt thiết bị band 4 chiều để chơi trên cái đàn VSR Edit 900 của mình. Đây, ở đây là cái thiết bị band 4 chiều của mình đó, vừa cài đặt vào trong đàn VSR Edit 900. Để mình play thử cho các bạn nghe các cái hiệu ứng sau khi cài đặt nha. Thì
nó vẫn là các cái chức năng của nó vẫn như là của các nền tảng trước đây thôi. Bây giờ cái này được chức năng của Ben rồi. Thì ở trên là nút dép. Đấy, chúng ta nghe dép mà. Rồi cái nút dưới này là nút này là bass. Đấy, còn nút này là volume cho voi. Đấy, được chưa? Đây là bass nè, đây là dép nè. Đấy. Dép. Rồi. Chúc các bạn xem cái video và chú ý thật kỹ để có những thao tác cài đặt chính xác cho cái cài đặt của mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại vào các cái video tiếp theo.